Hello, xin chào anh em nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em cách làm một chiếc lồng để nuôi quất. Đây chiếc lồng như thế này. Siêu bền luôn anh em. Đây. Để làm được chiếc lồng như thế này thì anh em cần chuẩn bị cho mình ít dụng cụ. Đầu tiên anh em chuẩn bị cho mình một thước dây, hai cái kìm, một cái kìm mỏ nhọn và một cái kìm mỏ bằng, một cái búp lông và dây này là dây cước 70 nha nha. Dây này là mình dùng để đây nè, để cột những cái năng này lại với nhau nè, sát trên coi nè, đó siêu bền luôn. Và đây là cái ghim nè, cái ghim này anh em dùng để xỏ dây vô để đan cho nó dễ, còn không có thì mình cắt khúc ra mình làm cũng được. Với một chai keo này là chai keo liên kết nè, dùng để dán cố định những cái phần này khi ban đầu mình làm, để một chút nữa mình làm là mình hướng dẫn cho anh em. Đây vật liệu chính nè, đó vật liệu chính là một cuộn dây nè. Anh em chuẩn bị cho mình một cuộn dây, đây là cuộn dây, đây là cuộn dây nhôm, dây nhôm bọc nhựa đó. Dây này là có trọng lượng là 5,5 kg và cái vỏ bọc ngoài, bề dày của vỏ bọc là 1.4 mm, chiều dài là 100 m. Cái tiết diện dây bên ngoài này là 7.5 mm nha anh em. Đó. Anh em cứ lại ngay chân mấy cái tiệm mà tiệm người ta bán đồ điện á, anh em hỏi dây nhôm bọc nhựa thì người ta lấy cho anh em à. Anh em nên chọn đúng kích cỡ dây là 7.5 mm. Là dây to như vậy là cái lồng mình sẽ làm cứng chắc 5-10 năm cũng không hư nữa. Còn anh em chọn dây nhỏ thì anh em thay 1-2 năm nó bị móp méo thôi chứ nó không, cũng vẫn không hư, nó móp méo nó xấu thôi. Cái lõi của dây bên trong là 3 ly 2, đó 3,2 mm. Đây đâu, bây giờ mình bắt đầu mình tiến hành mình làm anh em ạ. Khui con dây ra cái. Đây sợi dây nè anh em, sợi dây bóng mà. Đây nè, cái lõi bên trong nè, để mình cho anh em coi cái lõi bên trong. Đó. Bên trong là dây nhôm. Anh em tiến hành đo cho mình hai đoạn, mỗi đoạn là 95 cm.
đó, hai đoạn mỗi đoạn là 95 cm. Để mình có cắt sẵn hai đoạn nè, mỗi đoạn là 95 cm đó. Để mình đo cho anh xem. Chín mươi lăm cm đó, hai đoạn 95 và một đoạn là 155, một đoạn là 155 cm. Anh em nói hai đầu này lại với nhau nè là nó được như cái vòng tròn nè đó. Và đoạn kế là 145, đoạn này là 145 cm, là cái vòng chính giữa đó. Một đoạn nữa là 125 cm đó. Anh em sau khi cắt xong, anh em làm cho nó tròn lại như vậy đây nè. Ở đây làm sẵn này để tránh mất thời gian anh em. Để mình ghi ra miếng giấy cho anh em xem. Một đoạn là 155 cm, một đoạn là 145 cm, và một đoạn là 125 cm, và hai đoạn là 95 cm đó. Nè anh em, đây là nó mỗi thứ một đoạn có các 95 cm, là nó hai đoạn. Sau khi làm xong, anh em dùng cây bút đánh dấu cái dòng này nè. Anh em đánh dấu ngay chân cái chỗ mình nói nè. Đó. Rồi anh em dùng thước. Dùng thước anh em chia ra làm 4 phần cho nó đều với nhau. Ở đây mình cũng có chia sẵn rồi để mình tránh mất thời gian anh em, cho nên mình chia trước rồi. Đó, mình chia 4 phần với nhau. Sau khi chia xong hai đoạn dây 95 này nè, mình sẽ bẻ co cái đầu nó lại. Bẻ hai đoạn hết. Sau khi bẻ xong, anh em bắt lên trên cái vòng tròn, cái vòng chia làm 4 sẵn nè, đó, mình cứ bắt lên, bắt vào. Anh em bóp vào cái dòng đầu tiên nó sẽ được như thế này đó. Rồi còn cái dòng kia mình để chồng lên mình bóp cố định lên luôn. Đó, sau khi cố định xong hai cái dòng ở phía trên nè, anh em dùng thước đo cái này. Đây là đo hai bên, rồi anh em chia ra làm hai, chia cho nó đúng ngay chính giữa nè. Đó, đúng chính giữa, anh em dùng keo cố định lại chỗ này.
Nên dùng keo nhỏ vô cố định. Sau khi nhỏ vô anh em dùng kềm bóp cho nó dính lại. Khoảng tới chừng 5 giây là nó dính này. Đó. Sau khi cố định xong, anh em dùng thước nè. Anh em đo từ cái phía dành dưới này nè. Lên tới trên này là 12 cm. Đó. 12 cm. Anh em lấy dấu và từ chỗ này, từ chỗ dấu nè, anh em đo lên tiếp 10 cm nữa. Đó, anh em đo đều cho bốn bên hết. Cứ đo đều cho bốn bên hết rồi anh em một chút xíu nữa cái anh em bắt hai cái dành chính giữa vô. Sau khi cố định xong, anh em dùng cái dành, cái dành này là cái dành hồi nãy là 145 cm nè. Đó, anh em sẽ đắp, đắp cho nó dính vô. Đây anh em dùng keo, anh em cố định lại, dùng keo, anh em cố định cái dành cho nó dính vô. Sau khi anh em cố định bốn bên hết, bốn bên cho nó đều nhau hết, rồi anh em bắt cái dành còn lại luôn. Đó, anh em bắt được cái dành kế tiếp rồi thì nó sẽ được như thế này, nó cũng gần được cái khung này. Đó. Rồi còn cái dành còn lại là 125 cm nè, anh em cứ để là bắt luôn. Cái này là anh em nhỏ keo vô là chỉ tạm thời thôi ha, chứ nó không có chắc đâu. Sau khi mình nhỏ keo vô, mình cố định dây xong rồi cái mình dùng dây cước á, cái mình đan vào lại nó mới cố định, mới chắc được. Còn keo này thì chỉ nhỏ vô đây là để tạm thời cho nó dính, là dễ làm thôi.
Đó, sau khi mình bắt vô hai cái dành ở trên đó là nó sẽ ra được cái hình dáng của cái lồng rồi nè. Đó anh em thấy không, mình chỉ sửa cái này dây này lại cho nó ngay, nó thẳng, nó đứng mấy cái cây này nè, cho nó đứng xuống thì một chút xíu nữa mình làm nó sẽ đẹp thôi. Đó đầu mình sửa cái này, mình sửa hai cái sợi dây để cho nó thẳng ra. Đây có mình ơi, mình làm tự quay thôi, nó cũng có khi những chi tiết không rõ, anh em thông cảm nha. Anh em bẻ sợi dây này cho thẳng ra nè, rồi bẻ co lại một đầu. Đó, rồi mình lật cái này lên, mình sẽ làm hai cái cây ngang ở dưới phần dưới đít nè. Hôm nay mình sẽ đo từ bên đây, từ phía mép trên này nè qua tới phía ngang của cái lồng nè là 50, đó 50 cm. Anh em cắt ngang, cắt ngang. Rồi anh em làm thêm một sợi nữa, sợi cũng là 50, rồi anh em cắt ngang nữa. Sau khi cắt ngang được hai sợi, chiều dài là 50, anh em sửa cho nó thẳng ra, cho nó tương đối thẳng ra. Anh em bẻ co cái phần đầu này lại luôn nè, co lại, đó, co như thế này. Rồi anh em bắt lại đây, đây, bắt ngang qua. Rồi anh em đo cái phần dưới nè, phần dưới này là bề ngang nó sẽ là 48 cm, anh em chia ra làm hai là 24. Anh em dùng chia ra được 24, dùng cái bút đánh dấu lại ngay phần chính giữa, tương tự sợi này cũng vậy luôn.
Sau khi bắt xong hai cái sợi dưới phần đáy đó, anh em đánh dấu lại ngay cái điểm giữa nè cho nó đều ra, rồi mình lấy keo mình nhỏ lại, cái keo nhỏ lại nè, nhỏ cố định nè, đừng như nó chạy tới chạy luôn. Mình dùng kèm mình bóp cố định lại cho nó đừng có chạy, đừng có di chuyển đó, là keo nó khô nó sẽ cứng nè. Đó mình sẽ được cái lồng như thế này nè. Anh em chuẩn bị cho mình một cái que tre như thế này đó. Que tre này là dùng để đây, dùng để mình làm cái cỡ nè cho nó đều với nhau đó. Mình muốn làm như từ nan này qua nan này 2 phân hoặc 1 phân là mình làm cái cỡ đó. Mình lấy miếng tre này mình làm cái cỡ nè cho nó đều, cái lòng cho nó đẹp. Ở đây mình làm là 2 phân này nè, đây 2 phân. Bây giờ mình tiến hành mình vô nan ha. Đây là sợi dây nè, đó. Mình cứ để nguyên cùng dây điện nè, mình đo tới đâu mình cắt tới đó nè. Trước tiên mình bẻ co cái đầu này lại, mình sẽ bẻ co cái đầu lại như đây nè đó, để mình đây để mình móc vô trong cái này nè, móc vô trong cái nang dưới nè đó, như đây. Nên là rồi cái mình làm cái lấy cái cỡ mình đúc vô, như 2 phân thì mình cứ đúc cái cỡ vô 2 phân là mình bóp lại, rồi phía trên này là mình dùng keo mình cố định lại. Nên là đó, mình đúc vô vừa mình bớt lại, cố định lại. Phần này thì mình với keo mình nhỏ vô, sau khi mình làm xong rồi những cái chỗ nhỏ keo nè, mình dùng dây cước 70 hồi nãy đó, mình đan cho nó đều lại. Nàng cứ đo cho nên là đo lần lượt qua tới phía bên đây, tới phía bên đây rồi cái mình sẽ chừa cho nó dư ra khoảng cỡ 2 phân, khoảng cỡ 2 phân, 2 phân các anh em cắt nha.
phần dây phía dưới nè, anh em cắt ngang nó sẽ bị cong cong đó. Anh em cứ sửa cho nó thẳng thẳng lại một tí cho cái nam mình nó đẹp. Sau khi cố định lại nha, nhỏ lại cái phần đầu này nó còn thừa ra nè, anh em cứ dùng kìm bẻ nó vào vô. Đó, anh em bẻ vô lần lượt nó được như đây nè. Rồi anh em cứ làm y như mới thôi, từ từ lần qua tới bên đây luôn, kể cả hai bên cũng vậy.
Thì bây giờ mình cũng đã hoàn thành được nửa phần rồi, hoàn thành được nửa bên lòng. Anh em cứ đang tương tự vậy. Thì còn phần còn lại nó cũng giống như cái phần trước mình đang vậy thôi, cũng cứ đang từ nan vậy thôi. Bây giờ thì còn phần bên đây và phần đáy nữa là xong được một chiếc lòng. Video thì nó cũng đã dài rồi, anh em cho mình dừng tại đây. Hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo để làm hoàn thành được chiếc lòng. Xin chào và hẹn gặp lại.